Chú Hoàng Bảo Dân, năm nay chú U64 tuổi, lên chương trình tìm một nửa yêu thương. Thì chú thật sự mà nói, chú lên đây chú không biết chú nói gì và cần gì và muốn gì nữa. Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những màn khô, thì mời tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Dân nói chú nè, thì sau khi mà chú điện con, chú muốn lên chương trình thì con ghi hình chú, con đăng lên, sau này chú không được quyền yêu cầu con xóa clip hoặc là gỡ clip, chú có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Rồi cái này con ghi hình luôn nha. Rồi, cứ ghi hình đây. Rồi tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Rồi bây giờ chú giới thiệu là tên quê quán chú ở đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ. Hàng Bảo Quân. Năm nay là sinh 1960, là bữa nay 64 rồi. Rồi 64 tuổi. À, chú ngồi cái võng gì Dạ vậy? Chú đừng, chú ngồi cái võng, chú đừng có đưa. Trời ơi. Chú ngồi võng đàng hoàng, chú ghi hình mà đâu phải ngồi nói chuyện chơi. Dạ. rồi hiểu. Dạ. Nói chung là tuổi thì cũng lớn nhưng mà hoàn cảnh thì ví dụ bên Minh Hoàng với Tiến, rồi Tiến là cũng giúp đỡ, nhưng mà mình nói chung còn con là hoàn cảnh của mấy năm rồi, là vợ mất là 15 16 năm rồi đó. Rồi bây giờ con nói chú lên đây phải nói thật lòng nha, nếu mà chú nói sai điều gì sau này chú phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng rồi, cái nào nó chính xác nha. Dạ. Rồi. Yeah, bây giờ ví dụ vậy, ví dụ Tiến có muốn hỏi về cái lý lịch đại gì tôi gọi nó đó là trả lời của nó. Không không thì con phải hỏi mà. Rồi bây giờ nè, bây giờ chú nói là chú vợ chú là mắc hả? Mất lâu rồi chứ, tại vì mình từ thôi. Rồi, rồi bây giờ nè, vợ chú mất trong cái khoảng thời gian đó tới hôm nay, chú có quen được thêm một cô nào nữa không? Có lo đi làm công việc không ạ? Dạ. Rồi tới thời điểm này luôn cũng không có tâm sự cô nào luôn hả? Không, nói chung bây giờ dạng ví dụ Tiến hỏi thì mỗi người có một cái tính nó khác nhau á Tiến à. Nói chung rảnh rỗi cũng hay coi, nhưng mà nhiều khi á, mình coi để coi như hiểu biết thêm, chứ giải trí nhiều người mình cũng mến mà chưa có muốn á. Rồi bây giờ chú sống với ai? Có mười lại chứ con cái nó lớn ở riêng hết À, cái nhà này nhà của mình hả chú? rồi. Đúng rồi. À. Rồi à, hiện nay là chú làm cái công việc gì để mình sinh sống hàng ngày? Thì nói chung là cũng làm bên xây dựng bên công trình đó. À. Chú làm thầu hả? Chú có sức khỏe hiện nay bây giờ, sức khỏe hiện nay sao chú? Nói chung là Tiến gọi thì nói Tiến là vô tư, sức khỏe Dạ. thì vô tư bình thường, nhưng mà dù hoàn cảnh cô đơn nó cũng hơi sầu buồn thế thôi. Dạ, chú ngồi chú để tay xuống chút, chú cái tay chú ngồi để tay xuống, chú đừng đưa đưa cao hơi xấu lắm. Dạ. Mình lên chương trình Rồi. là mình lên chương trình cả trong nước ngoài nước người ta thấy rồi, người ta nói ừ cái chú này lên chương trình sao mà ngồi không lịch sự, thí dụ đó, rồi nói mình mất công lắm. Dạ. Bây giờ thì chú kể chút xíu về tánh tình của chú đi, như thế nào? Thì nói chung á là bây giờ Tiến hỏi vậy là do cái hoàn cảnh cá nhân không? Không, hỏi về tính tình Thì của chú nè, tính tình của chú á. tính tình á. Ờ. Thì nói chung tính tình á thì nói chung hồi giờ thì hoàn cảnh mình rất là bình dân. Rồi tính tình mình rồi sau giải phóng thống nhất đất nước rồi thì nó cũng có căng, mình cũng quay về rẫy rừng làm không ạ. Dạ. Còn ví dụ cái tính tình mình là rất kỹ lưỡng, nhưng mà công việc quốc tay là mình không thích làm cán bộ mà coi như làm đi phá rừng làm rồi. Dạ. Rồi bây giờ mười mấy năm nay rừng hết gỗ rồi, chắc Tiến cũng biết á, Dạ. mình thì
chuyển qua làm bên xây dựng thì lớn tuổi thì bắt đầu mình cũng làm rành lắm, mình làm bên thủ công thôi chứ không phải là thợ thầu vậy đó. Dạ. Coi như là chú đi phụ hầu. Không không, phụ bên điện nước. À, bên điện nước. Dạ. Cái chú Đồng nó thu nhập ổn không chú? Thì ổn định thôi, nhưng mà điều cái mình nói chung là đang riêng tư, không có ai, gia đình không có gì, tình huống công việc nhiều mà điều bữa giờ nó thư thớt, nó buồn. Ra bữa nay cũng bữa giờ mới nói chuyện, mới hỏi thăm điện cái phút bữa cũng được thôi, thì mình cũng là thôi. Còn bây giờ điện tiếng hồi sáng cũng được thì mình thôi, chứ mình cũng biết sao. Nói chung chú ơi, còn mấy chú thông cảm còn đi, có người điện con mười mấy cuốc, 20 cuốc con cũng không bắt máy được, tại vì con rất là bận, nên mấy chú có sau này có điện con á thì mấy chú thông cảm cho con, chứ không phải là con không bắt máy nghe đó. Cái giờ cơm của con mà con ăn còn không đúng giờ, như giấc này nè, giấc này là 8 giờ đêm mà con còn chưa được ăn cơm nữa đó, nên mấy chú thông cảm cho con chứ đó. Biết biết dạ một dạ rồi. Chú hiện bây giờ nếu mà có một người phụ nữ về với chú sống, về cuộc sống chú có khả năng để nuôi nổi người phụ nữ đó không chú? Thì nói chung cái đó, thí dụ mình đã lớn rồi mà thí dụ mỗi người có tính đó, nhưng mà thí dụ tí tỏi thì anh nói là con người thì ai cũng biết hiểu, chín người thì 10 ý không nói, nhưng mà tính tình mình cái nào phải ra cái nấy. Yeah. Khi đã sống lâu là đàn ông phải có cái bổn phận và trách nhiệm đó đó hết. Yeah. Nhưng mà yêu mến nhau hay không á thì ta nói là đại khái là có duyên hay không là sự thích hợp, nó không muốn hỏi. Nhưng mà nói chung hồi sáng là nghe nói gặp được, chung mình là họ hàng là cũng là người tạo đó. Yeah. Nói chung là bắt đầu á, ví dụ gặp cũng gần như muốn tích mến cảm với nhau, muốn hỏi tiếng mà tiếng không trả lời thì thôi mình cũng thôi, chứ mình cũng không trách gì đâu tiếng à. Bây giờ con nói chú như thế này nè. Sau khi con ghi hình chú xong á thì thí dụ chú thích cô nào thì con cho cái số điện thoại, cái số người đó, từ ra người đó là chưa kết nối. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mà con cho rồi tự chú tìm hiểu. À, rồi sau khi mà được á, chú phải báo với con hay nha, đặng con lại lỡ mấy cô kia hoặc là mấy anh kia xin số của hai người thì con không cho nữa. Cái thứ ba nữa là ở đây con cũng nói rõ là con không có làm mai cho bất cứ ai hết, con để chỉ một người là chia sẻ thông tin thôi đó, chứ con không làm mai. Con mong rằng mấy cô mấy chú là lên chương trình của con để tìm hiểu cho nó rõ hơn rồi hãy đến nhau, chứ không thể nào mà đến rồi đến nhau vài bữa rồi chia chai chia tay chia chân lại lùm xùm. Mà cái lâu con ra cái điều đó là con không muốn nghe chú, tại vì sống ở bền không bền là do cô chú ở đây, con không có bắt buộc cô chú gì hết. Đi biết. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi nhà tiếng tao như đó này, mỗi người mỗi tính nói sơ thì tiếng cho biết. Dạ. Còn ví dụ mình đồng ý Việt Nam mình thì cũng có dòng họ là lai Trung Quốc, lai Tàu nhiều á. Yeah. Nhưng mà bản chất thí dụ nghe nói Âu dòng mà thấy thí dụ cảm mến là của người Tàu, mình cũng Tàu đây, nhưng mà ví dụ mẹ thì bố thì người Tàu đó, nhưng yeah. mà nguồn gốc người Tàu không phải là Tàu, người Tàu hồi xưa cũng Trung Quốc mà không thích hợp bên đó, Trung Quốc xâm lược á. Yeah. Nó bỏ qua Nam mình sống lâu năm. Yeah. Là nguồn gốc ông nội, ông nội của anh cũng vậy nè, cũng người Tàu mà qua đây là ở đợi ông nội tới giờ nữa. Dạ dạ. Ví dụ Hồ Tiến là chắc cũng dòng họ người Tàu chứ đâu phải không biết nha. Thì ví dụ tánh tình là mỗi người nó mỗi khác, thế thôi Tiến là vậy đó thôi. Rồi bây giờ chú lên đây chú chọn một người bạn đời sau này là độ tuổi khoảng bao nhiêu và tánh tình sao, chú nói hết ra đi. Thì nói chung là tuổi thì tác thì phải tương xứng, ví dụ mình số mấy thì dù cũng cỡ 9-60 trở lên thì được ra là số 2 thì nó cảm mến. Chứ còn ví dụ mà cái nhỏ thì nói chung là lớn lớn là mới có sung sức căng nữa, là ai mà đam mê cũng thế làm gì nó không yeah. bền. Dạ yeah. nó còn hạnh phúc đúng không? Dạ yeah. thì chú 64 rồi thì bây giờ kiếm cái khoảng 60
đó, hoặc là 63 cũng được, hay là 58 ăn lên cũng được. Nhưng mà tôi thì theo cái bản tính tính nó khác nhau thì cũng khó lắm. Rồi Tính đó. rồi chú muốn cái người đó tính tình sau đó hay là sau đó chú kể hết đi, đặng cho có cô nào nghe được thì cảm thấy phù hợp thì đến làm bạn với chú. Thì đúng rồi, mà bây giờ đang nói tiếng là cái nguyên tắc á, khi muốn tiếp xúc với nhau thì hơi xa xôi thì mình muốn biết số nhau để có thể rảnh rỗi nói chuyện tâm sự để hiểu biết nó rõ ràng thêm một chút, chứ còn mới biết nhau mà cứ leo lên ghế leo lên đầu được không, được nó còn sĩ diện đàn ông đúng không. Còn à, phụ nữ ví dụ nó hiền hậu như thế nào là cái tánh đó ví dụ mình nhìn cũng biết được chưa, còn tiếp xúc thì muốn biết nó rõ ràng hơn chút vậy thôi. Chú chọn một người phụ nữ, chú có chọn người phụ nữ đó ở tỉnh thành nào không? Thì bất cứ tỉnh nào cũng được, mà thí dụ nói trong Sài Gòn quá gần, dù nói thí dụ bữa giờ coi 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 cũng nhiều lắm á thế à, nhưng mà điều coi là coi như để giải trí thôi, để có cái sự cảm mến thôi, chứ còn cái mong muốn là nhìn vô ví dụ mình coi mà coi nó rõ ràng từ A tới Z đó, nhiều khi nó không có cái sự trùng hợp đó, đó. Thì theo cái tính rồi cái cảm mến thí dụ tình chưa nói mà nói tới tiền cái đồ thì cái đó nó cũng có nghĩa là tình rồi, còn cái trai là tình coi như tình lão thì nó khác thế hả, hiểu thôi. Không, bây giờ con nói với cô chú luôn chứ không phải nói riêng gì chú. Nếu mà hai người mà đến mới quen biết nhau mà nói tới tiền bạc là không được đó. Nhưng mà ta muốn nói là do cái tánh của người ta nói mình cũng không cãi được. Thì đúng rồi, thì bởi vì nếu mà ai mỗi người mỗi tánh mà chú, mà ý con nói là nếu mà chưa có mình chưa đến với nhau đó mà nói về tiền bạc thì thôi ngưng đó. Rồi để sau này cái điện nghe điện con nói Tiến ơi cô đưa người đó hết nhiêu tiền này, cô đó bây giờ không liên lạc với chú nữa, cái điều đó là tự chú đưa chứ không phải là con kêu nha, nên chú đưa thì chú gắn mà chịu chứ đừng có để thừa con đó, tại vì con đâu có Đúng xúi rồi. biển cho chú đâu đúng không. Nhưng mà nói chung là kia anh em bây giờ tiếng cũng lớn đó, phải hàng năm mà chứ đâu phải nhỏ đâu, mà chú cháu rồi đây thì anh em đôi mình mới 64 mà. Thôi lỡ rồi từ đầu cuối đầu clip tới giờ kêu bằng chú rồi thôi, kêu bằng chú lỡ kêu chú đi chứ giờ sửa lần anh nó kỳ lắm. Chứ nói chung bây giờ chẳng bây giờ mình cũng như đánh lỗi thì nói sơ ra mình cũng ít cũng nói nhiều nói khác, nhưng mà điều rất cảm mến với Tiến với lại mình Hòa rất cảm mến, nhưng mà thì làm bên ý kênh để mà giúp đỡ trong cái bản ghép trong cái ngữ người quảng cáo đó rất cảm mến, nhưng mà điều mình cũng không có rảnh rỗi thời gian để mà vô trong cái chỗ kênh này mình biết đó, đó Đồng Nai có Cần Thơ không có, mà không có vô trực tiếp được á thì thông cảm rồi. Thì bây giờ mình muốn tiếp xúc qua cái điện thoại Zalo nói chuyện với lại Tiến hay gì đó để nói cho biết trước đã. Không, con nói chú nè, tại vì con thật sự ra là ghi hình là đi đã tới chỗ mà, nhưng mà con thông cảm cho những cô chú ở xa quá, từ thành phố Hồ Chí Minh đổ ra ngoài, nó như nãy là chú nói chú đâu cũng quên rồi. Đó, Nha Trang Khánh Hòa thì nó cũng rất là xa nên con thông cảm, con mới quay qua cái Zalo, còn những cô chú anh em mà ở đồng bằng sông Long gần gần đây á, thì nên lại tới chỗ Tiến đó. Tại vì mấy chú ở xa quá con mới thông cảm thôi, chứ con mới quay Zalo chứ gần gần đây bắt buộc phải đi tới đây, tại vì khi mà quay có cái Zalo á con chỉnh sửa Zalo nó cực lắm đó, rồi có khi mạng wifi nó yếu rồi nói chuyện dấp dấp rồi âm thanh nghe không rõ nữa. Vậy nếu mà thí dụ bữa nay là lần đầu tiên nói chuyện với Zalo qua tiếng nghe nó nghe rõ không? Nghe thì con nghe cũng được, tại vì con thì nói chung là tạm vậy thôi, chứ thật sự ra nó là có nhiều cô chú anh chị nghe thì nó có không được Chắc rõ lắm. Dạ, nó không được rõ lắm. không rõ. Hiểu. Nhưng mà thí dụ lần đầu tiên thí dụ mà tiếng nó gọi lại đây là có sự cảm mến đó là có
sự biết ơn là tiếng cũng giúp đỡ thôi. Ví dụ hiểu biết với lại cái tánh cái tuổi của người như thế nào, thì ví dụ hoàn cảnh như thế nào đó, thì ví dụ giúp đỡ được thì mới cho có thể muốn gặp ai thì nói chuyện tiếng giúp đỡ được, cho biết cái số liên hệ cũng được Thì là được không? bây giờ nè, chú vô không cần phải coi đâu, chú vô trong cái Zalo này nè, chú bấm vô chú xem được rồi đó. Thì lướt đến xem hoài, cảm thấy người nào đó chụp cái màn hình, hoặc là chú không biết chụp màn hình thì ghi cái mã số thứ tự, tên và tuổi, tại vì cái mã số thứ tự trước tới đó, tên tới tuổi bao nhiêu thôi, gửi qua cho Tiến. Sau khi đó Tiến xem xét, Tiến hỏi lại cái người kia, gửi cái hình ảnh của chú qua một ảnh, người đó chấp nhận thì đầu Tiến cho cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người đó phải không có người nào kết nối thì Tiến sẵn sàng cho, để hai người tâm sự lại với nhau. Thì nói chung bây giờ ví dụ nói à, mình làm công việc á, mình sử dụng cái này á, đồng ý là không rành được mấy tiếng hiểu thôi, nhưng mà thông cảm là, nhưng mà ví dụ căn cước hay là ví dụ cái hồ sơ hay là hình ảnh á, trong cái điện thoại mình cũng có sẵn hết đó, tại mình khi mình vô làm hồ sơ chuyển vô công ty á thì nó yêu cầu có hết, nhưng mà ví dụ mình có tiếp xúc hay chấp nhận liên hệ nhau mình mới dám chuyển vào, như không có chuyển trước bữa trước chuyển rồi cho ví dụ chuyển cho ví dụ Nghĩa, mà ví dụ mình chuyển để hiểu biết mà rồi cũng cái từ chối sao không có bấm lại cái sự liên hệ. Không, bây giờ gì nè, bây giờ chút xíu nữa chú là gửi cho con cái là giấy chứng minh, chụp giấy chứng minh cái mặt trước và giấy độc thân, giấy ly dị, thí dụ gì đó, có gửi qua cho con nha, với với chú ghi số điện thoại luôn, gửi qua cho con. Ừ. Rồi. Rồi thôi bây giờ gì nè, thì bây giờ cũng kết thúc chương trình, thì chú muốn nói lời nào với mấy cô, chú nói lời nào đó để cho mấy cô nghe được và hiểu được chú hơn. Rồi, hiểu hiểu, cảm ơn. Con nói chú hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Thì chú nói đi. Thì nói chung á là mới nói sơ cái nội dung này nè, bây giờ trong điện thoại này nè, thì mình sử dụng trong khi mà đi làm công việc á, thì nó rất cần tức là căn cước. Không không không, tại con hỏi cái này mà chú Rồi lại trả vậy lời hả? cái khác, mà chú nói chú hiểu cái gì? Con nói là chuẩn bị kết Mình thúc hãng chương quá trình. không? Không phải, trời, để con nói đi chú nghe rõ nè. Có ý con nói là trước khi mà kết thúc chương trình này, chú có nói lời nào khán giả, hoặc là nói những lời nào cho mấy cô nghe được á, để hiểu về chú hơn, để kết nối lại với chú hiểu chưa? Rồi chú nói đi. Thì ví dụ bây giờ cần thiết là hình ảnh với lại căn cước với hồ sơ là có sẵn trong này rồi, nhưng mà Trời nếu ơi chú ơi, cần con tiếp nói thì chú ơi, con hỏi cái này mà còn chú lại trả lại cái khác không à. Ý con là nói ở sao đây á là chú nói lời nào đó đặng khi kết thúc chương trình này nè. à, trước khi cái đúng không, thì nói chung bữa nay coi như bữa lần đầu tiên được cái sự liên hệ là do bên Tiến, là coi như là sự hỗ trợ để giúp đỡ trong hoàn cảnh đó thôi, thì rất là biết ơn, nhưng mà muốn liên hệ sau thì theo nguyên tắc của Tiến á, thì để sau kết thúc cái này là chắc chắn là anh bắn cái hình ảnh rồi cái hình ảnh Chú ơi, căn cứ chú ơi, chú cho ơi, biết. con nói cái này mà chú trả lời cái khác không hà, tự nãy giờ đã con nói chú nói một lời nào đó để cho mấy cái cô phụ nữ á, nghe được cái lời nói của tâm tư nguyện vọng của chú á, đã đăng kết bạn với chú hiểu chưa? Cái Trời đó thì ơi. biết biết nhưng mà thôi mà được rồi, ví dụ về nói như để từ từ khi tiếp xúc rồi mình nói chứ, còn ví dụ nói như bợ Trời tôi ơi, không thôi thôi, có thể nói con bó tay với con bó tay chú rồi, thôi đi vậy là thôi nè, Tiến cũng chào tất cả cô được chú cả làm này việc nha. Tiến kết thúc cái video đây ngay nhà, thì mong cả nhà thông cảm về chia sẻ, nhớ đăng ký kênh nhấn thông báo để nhận video mới nhất của đúng Tiến rồi nha. Xin chào tất cả cô chú anh em nè. rồi.